Bị cáo Đặng Anh Quân khẳng định không xúc phạm nghệ sĩ Hoài Linh, chỉ là phản biện xã hội. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, phiên tòa phúc thẩm các bị cáo trong vụ án Nguyễn Phương Hằng sáng ngày 4 tháng 4 được diễn ra có sự góp mặt của bà Hằng dù không làm đơn kháng cáo. Theo đó, bị cáo Đặng Anh Quân xin kháng cáo, đồng thời giảm nhẹ hình phạt. Đứng trước tòa, bị cáo quân khai chỉ phản biện xã hội, không có ý định xúc phạm nghệ sĩ Hoài Linh. Bị cáo Đặng Anh Quân khẳng định không xúc phạm nghệ sĩ Hoài Linh. Theo đó, sáng ngày 4 tháng 4, tòa nhân dân cấp cao mở phiên tòa phúc thẩm xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Đặng Anh Quân, 43 tuổi, cựu giảng viên trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh và Nguyễn Thị Mai Nhi, Huỳnh Công Tân, Lê Thị Thu Hà, nhân viên công ty cổ phần Đại Nam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 2 ngày. Trong phần xét hỏi, bị cáo Đặng Anh Quân nói mình giữ nguyên đơn kháng cáo. Theo đó, người này đề nghị hội đồng xét xử xem xét một số tài liệu, chứng cứ chưa được làm rõ tại phiên tòa sơ thẩm, đồng thời xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Cụ thể, bị cáo quân đã dành nhiều thời gian để chứng minh cho việc nội dung bị cáo cho rằng cáo trạng không phản ánh đúng bản chất lời khai của bị cáo, cũng như lời khai khách quan của bà Phương Hằng. Bị cáo quân cho rằng lời khai của mình Bà Nguyễn Phương Hằng tại cơ quan điều tra không phù hợp với cáo trạng. Về cáo buộc, ông này xúc phạm ông Võ Nguyễn Hoài Linh, tức nghệ sĩ Hoài Linh cũng chưa được làm rõ. Liên quan tới nội dung xúc phạm nghệ sĩ Hoài Linh, bị cáo quân nói mình chỉ phản biện xã hội, trình bày 4 yếu tố cấu thành tội phạm và nói ông Linh không phạm tội. Người này nói bản thân làm việc trên để mọi người hiểu rõ về sự việc chứ không có mục đích xúc phạm tiếp đó bị cáo quân nói sau khi cơ quan chức năng kết luận hành vi của nghệ sĩ hoài linh không có dấu hiệu hình sự nhưng có nhiều luồng quan điểm trái chiều từ đó quân mới thực hiện buổi phát trực tiếp để mọi người hiểu rõ hơn sự việc một lần nữa bị cáo đặng anh quân khẳng định bản thân không xúc phạm nghệ sĩ hoài linh bị cáo phân trần những clip được đưa đi giám định bị xáo trộn cắt ghép nên mới cho rằng bị cáo xúc phạm anh hoài linh theo cáo buộc ông quân tham gia livestream để an ủi bà phương hằng về nội dung này, nam bị cáo nói phần này không đúng, mục đích tham gia cùng bà chủ công ty Đại Nam để phản biện xã hội. Khi được tòa hỏi mối quan hệ với bà Vương Hằng, quân nói: "Mình và bà chủ công ty cổ phần Đại Nam có quan hệ xã hội. Bị cáo khẳng định tham gia không vì động cơ vụ lợi, không nhận lợi ích vật chất, không bàn bạc bà trước mỗi buổi phát trực tiếp." Trước đó trong phiên tòa sơ thẩm ngày 21 tháng 9 năm 2023, bị cáo đang anh quân bị tuyên phạt 30 tháng tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự. Bên cạnh đó, trong sáng ngày diễn ra phiên tòa, vụ án có hai người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan kháng cáo là bà Đinh Thị Lan và Đặng Thị Hàn Ni. Bà Lan có mặt và có hai luật sư bảo vệ cho mình. Về phía bà Ni đang chấp hành án tù nên có đơn xin xét xử vắng mặt. Đối với bà Nguyễn Phương Hằng không kháng cáo và đang thụ án tù, nếu xét thấy cần thiết tòa sẽ hỏi. Trong phần thủ tục, chủ tọa phiên tòa kiểm tra thông tin và hỏi bà Đinh Thị Lan có yêu cầu gì không. Trả lời, bà Lan yêu cầu đổi một thẩm phán. Nếu ý kiến, phi đại diện viện kiểm sát cho rằng lý do thay đổi thẩm phán của bà Đinh Thị Lan không phù hợp với quy định của phiên tòa, nên đề nghị hội đồng xét xử không chấp nhận. Tuy nhiên, sau khoảng 15 phút hội ý, chủ tọa phiên tòa cho rằng yêu cầu thay đổi thẩm phán của bà Lan không thuộc điều 49, điều 53 của bộ luật tố tụng hình sự. Do đó, hội đồng xét xử không chấp nhận yêu cầu của bà Lan. Trước đó, ngay từ sáng sớm diễn ra phiên tòa, lực lượng bảo vệ phiên tòa chốt chặn con đường dẫn vào khuôn phiên tòa án. Tới 9 giờ, bị cáo Nguyễn Phương Hằng được một nữ cán bộ cảnh sát dẫn vào phòng xử án. Trong phiên tòa phúc thẩm, bà Hằng trang phục giản dị với quần tây màu kem phối với áo sơ mi trắng. Ngay sau khi bà Hằng được đưa vào phòng xử án, luật sư Hồ Nguyễn Lễ đã đến trao đổi với riêng bà Hằng. Trước khi bà Hằng được đưa đến tòa, Luật sư Hồ Nguyên Lễ, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh bảo chữa cho các bị cáo đã đến phòng xử án cùng với các bị cáo đang tại ngoại. Sau khi thư ký phiên tòa thông báo nội quy phiên tòa, hội đồng xét xử vào phòng xử án và chủ tọa công bố quyết định đưa vụ án ra xét xử. Phiên tòa phúc thẩm do thẩm phán Phan Đức Phương làm chủ tọa, cùng hai thẩm phán là Huỳnh Thanh Duyên và Lê Thị Tuyết Trinh. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh giữ nguyên công tố tại phiên xử. Theo nội dung bản án sơ thẩm, hội đồng xét xử xác định bà Nguyễn Phương Hằng là chủ mưu, các bị cáo Nhi, Hà, Tân và Quân là đồng phạm. Với sự giúp đỡ của các đồng phạm, bà Nguyễn Phương Hằng tổ chức nhiều buổi livestream, nội dung đề cập chưa được kiểm chứng và phát ngôn về chuyện bí mật đời tư, cuộc sống riêng của nhiều cá nhân làm ảnh hưởng đến uy tín cá nhân, xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín, danh dự cá nhân ông Võ Nguyễn Hoài Linh, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, bà Đặng Thị Hà Ni, ông Nguyễn Đức Hiển và bà Trần Thị Thủy Tiên cùng chồng là Lê Công Vinh và ông Huỳnh Minh Hưng. Hiện phiên tòa đang tiếp tục được diễn ra, mọi thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Bà Nguyễn Phương Hằng xuất hiện tại tòa phúc thẩm, thoải mái cười nói, ôm thân mật nhân viên. Thưa quý vị, sáng ngày 4 tháng 4, tòa án dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh lại mở phiên tòa phúc thẩm vụ án Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm. Bà chủ Đại Nam xuất hiện trong trạng thái tươi tỉnh, dù không làm đơn kháng cáo như các bị cáo khác, thế nhưng bà Hằng vẫn được đưa đến phiên xét xử. Trước đó, phiên tòa vào chiều ngày 11 tháng 3 đã bị hoãn do tất cả các bị cáo và luật sư báo chữa của những người này đều vắng mặt. Bà Nguyễn Phương Hằng xuất hiện tại tòa. Tại phiên tòa, an ninh được đảm bảo rất nghiêm ngặt. Chỉ những phóng viên có giấy giới thiệu mang theo căn cơ công dân, thẻ nhà báo và phải đăng ký tác nghiệp trước mới được tác nghiệp. Tuy nhiên, phóng viên các cơ quan báo chí cũng chỉ được tác nghiệp tại phòng riêng, không được mang điện thoại theo. Khu vực của phòng xử án bị phá sóng. Ngay từ sáng sớm đã có khá đông người dân, cũng như youtuber, tiktoker có mặt tại khu vực xung quanh trụ sở của tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh để theo dõi diễn biến phiên tòa. Nhưng lực lượng an ninh đã nhắc nhở, đường dẫn vào phòng xét xử đã được ngăn lại. Hơn 9 giờ, bà Nguyễn Phương Hằng được lực lượng chức năng dẫn vào phòng xử án. Theo sau đó là bị cáo Đặng Anh Quân. Bà Hằng xuất hiện trong trạng thái tươi tỉnh, thậm chí có lúc ống kính máy ảnh còn bắt được khoảnh khắc nữ đại gia Bình Dương tươi cười với người khác. Tất cả những bị cáo có mặt tại tòa, bà Đặng Thị Hà người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, không có mặt tại phiên tòa này. Trước đó, trong phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào ngày 21 tháng 9 năm 2023, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phương Hằng 3 năm tù về lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều 331 Bộ luật hình sự. Cùng tội danh trên, bị cáo Đặng Anh Quân, tiến sĩ luật bị tuyên phạt 30 tháng tù, các bị cáo Nguyễn Thị Mai Nhi, trợ lý của bà Vương Hằng, Lê Thị Thu Hòa, nhân viên công ty cổ phần Đại Nam, Huỳnh Công Tân, trưởng phòng truyền thông công ty cổ phần Đại Nam cùng bị tuyên phạt 18 tháng tù. Sau khi có bản án sơ thẩm, các bị cáo Quân, Nhi, Hà, Tân có đơn xin kháng cáo giảm nhẹ hình phạt vì cho rằng mức án mà tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên đối với các bị cáo là quá nặng. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án là bà Đinh Thị Lan cũng có kháng cáo. Riêng bà Phương Hằng không kháng cáo, chấp nhận mức án sơ thẩm. Bà Phương Hằng bị tạm giam từ ngày 24 tháng 3 năm 2022 đến nay là 24 tháng. Theo bản án sơ thẩm, bà Phương Hằng bị tuyên 36 tháng tù giam. Như vậy, bà Phương Hằng sẽ phải thi hành 12 tháng phạt tù. Trước đó vào sáng ngày mùng 1 tháng 3 toán dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử ông Trần Văn Sĩ, 67 tuổi luật sư, bà Đặng Thị Hà Nhi, 47 tuổi luật sư cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Trước những câu hỏi của hội đồng xét xử liên quan tới bà Nguyễn Phương Hằng, bị cáo Trần Văn Sĩ nói rằng chỉ nhớ không tốt, nhìn không nhớ rõ tài khoản YouTube đã sử dụng để công kích bà Hằng, thời gian đăng tải các clip và bản thân làm YouTuber không chuyên nghiệp.